đường mất biết khô đau theo năm tháng. Ai biết trước sẽ ra sao, nước mắt trào dâng ướt đi. Nhìn lại phía sau, toàn là những cây đắng hận thù. Và rồi cuộc sống đó nhân duyên gặp mặt ta, tìm được ra chân lý đúng sai, sẽ quyết ghi sâu vào trong lòng để được tâm thành tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.